quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ trở thành cuộc xung đột toàn diện, giải pháp ngoại giao cho xung đột Israel-Hezbollah hiện tại có thể sẽ liên quan đến một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tồn tại 18 năm. Nhiều chính trị gia và nhà ngoại giao đã nói rằng giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột hiện tại giữa Hezbollah và Israel có thể mang lại hòa bình và an ninh cho cả Israel và Liban phải là giải pháp chính trị. Theo họ, một phần của giải pháp này có thể liên quan đến nghị quyết số 1701 mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí cách đây hơn 18 năm. Bà Randa Slim, giám đốc chương trình giải quyết xung đột tại Viện Trung Đông có trụ sở ở Mỹ, nhận định hiện có nhiều chỉ trích với nghị quyết 1701. Nhưng theo bà Slim, tính đến gần đây, nghị quyết số 1701 đã thực sự mang đến 17 năm tương đối yên ổn cho khu vực biên giới Israel và Liban. Các nhà lãnh đạo Liban đã nhất trí khởi xướng việc thực thi nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati, Chủ tịch Quốc hội kiêm lãnh đạo phong trào Aman của người CIA, ông Nabih Berri, cùng lãnh đạo người Druze, đồng thời là lãnh đạo Đảng Xã hội Tiến bộ, ông Walid Jumblatt, lên án mọi hành động quân sự nhằm vào người dân thường của Liban cũng như người dân Palestine ở dải Gaza. Các chính khách này cho rằng những hành động đó tiềm ẩn nguy cơ đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tổng lực. Trong một phát biểu khác vào ngày 2 tháng 1, Thủ tướng Mikati nhấn mạnh cần ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt tình trạng thù địch gia tăng giữa Israel và Hezbollah. Ông cho biết đã có khoảng 1,2 triệu người trên khắp Liban phải di rời do các cuộc tấn công của Israel. Nghị quyết 1701 là gì? Nghị quyết 1701 được các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua vào tháng 8 năm 2006. Nó đã giúp chấm dứt một cuộc giao tranh ngắn ngủi nhưng tàn khốc giữa Hezbollah và quân đội Israel. Cuộc xung đột năm 2006 nổ ra vào giữa tháng 7 năm đó khi thành viên Hezbollah tiến vào Israel và bắt cóc hai binh sĩ Israel gần biên giới. 8 binh sĩ Israel khác đã tử vong do chiến dịch này. Ngay cả trước đó đã xảy ra giao tranh giữa hai bên từ lâu. Nhưng sau khi Hezbollah bắt cóc binh sĩ Israel vào năm 2006, Tel Aviv đã triển khai chiến dịch không kích ở Liban, bao gồm cả Beirut. Israel cáo buộc chính phủ Liban chịu trách nhiệm về hành động của Hezbollah, nhưng các quan chức Liban phủ nhận, liên quan và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Sau đó, cả Hezbollah và Israel đều đồng ý ngừng bắn theo các điều kiện của nghị quyết số 1701. Nội dung nghị quyết 1701. Điểm chính của nghị quyết 1701 là tạo điều kiện để Hezbollah và quân đội Israel không đối mặt trực diện qua biên giới. Nghị quyết nêu rõ rằng cả hai bên đều phải tôn trọng các quy tắc mới trong khu vực giữa sông Litani và đường xanh, biên giới tạm thời do Liên Hợp Quốc vạch ra sau các cuộc giao tranh trước đó. Khu vực này sẽ do lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại miền nam Liban, UNIFIL, cùng quân đội Liban kiểm soát. Nghị quyết số 1701 cũng nêu rõ rằng chính phủ và quân đội Liban phải là nhóm vũ trang duy nhất ở quốc gia này và Hezbollah cần giải pháp. Nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Liban, UNIFIL, là thực thi các quy tắc của nghị quyết số 1701 và cung cấp kênh liên lạc giữa quân đội Israel và Liban. Các nhà quan sát cho biết vai trò của UNIFIL trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho liên lạc đã thành công. Nhưng tổ chức này không chịu trách nhiệm giải giáp Hezbollah, cũng không có nghĩa vụ liên lạc với lực lượng này. Tuy nhiên, nghị quyết số 1701 được thông qua theo một bộ quy chế đặc thù của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó có nghĩa là không có quy tắc mới nào trong số này thực sự có thể được thực thi về mặt quân sự. Trong những năm qua, đã có nhiều lần nghị quyết số 1701 bị vi phạm, với cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau. Ví dụ vào năm 2010, xảy ra nổ súng khi người Israel chặt hạ cây, người Liban tuyên bố thuộc về họ. Vào năm 2018, tại một cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Israel cáo buộc Hezbollah đào đường hầm bên dưới đường xanh. Cũng tại cuộc họp báo đó, chính phủ Liban đã phàn nàn rằng Israel vi phạm nghị quyết số 1701 hầu như hàng ngày, bao gồm các chuyến bay qua biên giới Liban lên tới khoảng 1.800 vụ việc mỗi năm. Năm 2023, Hezbollah cáo buộc Israel cố gắng sáp nhập thêm đất đai ở khu vực này bằng cách xây dựng rào chắn an ninh. Để phản đối điều này, người dân địa phương đã biểu tình và Hezbollah dựng một chiếc lều gần đó. Phía Israel coi đây là hành động khiêu khích. Mặc dù vậy, hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng, xét về tổng thể, nghị quyết số 1701 có hiệu quả tương đối và cho đến năm ngoái, lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì. Trong một diễn biến mới, vào ngày 5 tháng 10, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Liban tuyên bố họ sẽ không rời khỏi các vị trí ở miền nam nước này, bất chấp yêu cầu rời đi từ phía Israel. Trong một thông cáo, UNIFIL cho hay, vào ngày 30 tháng 9, quân đội Israel đã thông báo cho UNIFIL về ý định tiến hành các cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế vào Liban. Họ cũng yêu cầu chúng tôi rời khỏi một số vị trí của mình. Tuy nhiên, lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp tục ở lại đây.
Ngày 4 tháng 10, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng Israel nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả vụ nước này phóng hàng loạt tên lửa 3 ngày trước đây. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Bắc Carolina, cựu Tổng thống Mỹ đã đề cập đến câu hỏi từng được đặt ra cho Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hồi tuần này về khả năng Israel nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump nói, khi họ hỏi ông ấy câu hỏi đó, câu trả lời đáng lẽ ra phải là tấn công các cơ sở hạt nhân trước, lo về phần còn lại sau. Đầu tuần này, truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Biden trả lời không khi được hỏi về liệu có ủng hộ cuộc tấn công Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Tel Aviv sẽ cố gắng tránh các hành động có thể tiếp tục gây ra sự trả đũa và đẩy khu vực này vào một cuộc xung đột toàn diện. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã khẳng định Israel có quyền đáp trả và cho rằng đáp trả phải tương xứng. Lưu ý rằng Washington không cho phép nhưng khuyến cáo đồng minh về các hành động tiềm tàng. Tờ báo Financial Times đã cho biết Mỹ dự kiến sẽ không tham gia vào các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra của Israel nhằm vào Iran. Trong khi đó, thời báo New York dẫn nguồn hai quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran được cho là đã đề nghị Nga cung cấp dữ liệu trinh sát vệ tinh trên lãnh thổ Israel. Bất chấp giao tranh ác liệt đang diễn ra trên hai chiến trường ở Trung Đông, hãng tin Reuters dẫn lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông không tin rằng sẽ có một cuộc xung đột toàn diện. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, có thể tránh được một cuộc xung đột như vậy nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Khi được phóng viên hỏi liệu ông có điều quân đội Mỹ đến giúp Israel hay không, Tổng thống Biden trả lời, chúng ta đã và đang giúp đỡ Israel, chúng ta sẽ bảo vệ Israel. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Iran và Israel, hai đối thủ chuyển kiếp tại khu vực, cũng leo thang căng thẳng sau khi Israel cân nhắc các lựa chọn đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran ngày 1 tháng 10. Phía Iran cáo buộc rằng chiến dịch tấn công của Israel ở dải Gaza cùng với hành động ở bờ Tây khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đẩy khu vực Trung Đông đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những hành động gần đây nhất của Israel nhằm vào dân thường ở Liban thông qua việc lợi dụng công nghệ truyền thông làm vũ khí khiến cho thế giới không thể im lặng, cần hành động nhanh chóng và quyết đoán. Trước đó ngày 3 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã sát hại ông Zahi Yaseh Abd al-Razi Alfi, thủ lĩnh mạng lưới phong trào Hamas ở Tukam, thuộc khu vực bờ Tây. Theo IDF, ông Alfi là người đã lên kế hoạch và chỉ huy nhiều vụ tấn công ở bờ Tây mà Israel đóng quân và những địa điểm ở Israel. Cùng ngày, quân đội Israel tiến hành một đợt không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, gây ra những đám cháy lớn, ngăn cản các đội phòng vệ dân sự tiếp cận các khu vực. Bất chấp giao tranh ác liệt đang diễn ra ở hai chiến trường Trung Đông, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, ông không tin rằng sẽ có một cuộc xung đột toàn diện. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, có thể tránh được một cuộc xung đột như vậy nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 1 tháng 10 đã xuất hiện trong buổi triển lãm các vũ khí mà quân đội nước này thu giữ từ nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Kênh Channel 13 của Israel dẫn lời ông Gallant phát biểu tại sự kiện trên nói rằng tất cả những vũ khí được trưng bày lần này, bao gồm vũ khí cá nhân, tên lửa chống tăng, thuốc nổ, đều được lực lượng phòng vệ Israel IDF thu được từ đơn vị đặc nhiệm Rabwan thuộc tổ chức Hezbollah. Ông Gallant nói, chúng tôi đã vô hiệu hóa lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban và tịch thu vũ khí trong biên chế đối phương. Những gì được trưng bày hiển thị việc chúng tôi đang thay đổi tình hình an ninh tại đây, đồng nghĩa với việc người dân sống trong khu vực miền bắc Israel có thể về nhà an toàn. Các chuyên gia làm việc cho trang quân sự Milinwar của Ukraine nhận định, các loại tên lửa được trưng bày tại buổi triển lãm gồm Metis M1, RPG-27, RPG-29, tên lửa phòng không vác vai 9K-32M, Stella-2M, đều có xuất xứ từ khu vực Trung Âu. Cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Nam Liban rạng sáng ngày 1 tháng 8 do sư đoàn 98 của IDF, một đơn vị tinh nhuệ gồm các đơn vị lính dù và biệt kích cùng với tướng Guy Levy chỉ huy. Theo Times of Israel, sư đoàn 98 của lực lượng phòng vệ Israel IDF còn được gọi là đội hình hỏa lực hoặc sư đoàn lính dù, có 12.000 tới 14.000 quân dày dặn kinh nghiệm. Đây là một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ và đa năng nhất của Israel. Đội hình này đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột chống Hamas tại dải Gaza. Chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Egos thuộc sư đoàn số 98 tuyên bố với các binh sĩ trước khi hành động,
chúng ta rất vinh dự được viết nên lịch sử ở miền Bắc như những gì chúng ta đã làm ở Gaza. Chúng ta bắt đầu với một chiến dịch cấp thấp, nhưng hôm nay chúng ta bắt đầu với một cuộc xâm nhập lớn hơn để đưa người dân trở lại phía Bắc, trở lại nhà của họ. Tôi tin tưởng và tự hào về các bạn. Tôi biết chúng ta sẽ tiếp tục viết nên lịch sử. Quân đội Israel xác nhận các binh sĩ của IDF đã tiến vào miền Nam Liban như một phần của cuộc tấn công trên bộ, trong khi xung đột giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang. Theo Israel Radar, Sư đoàn 98 được công nhận về khả năng không quân và khả năng triển khai quân nhanh chóng ở nhiều chiến trường khác nhau. Mục tiêu của họ là dẫn đầu các hành động nhanh chóng và quyết đoán, sử dụng hỏa lực mạnh và các kỹ năng chuyên biệt để đánh bại lực lượng mạnh nhất của đối phương. Sư đoàn 98 bao gồm một số lữ đoàn, trong đó có các đơn vị bộ binh, thiết giáp và pháo binh. Đáng chú ý nhất là lữ đoàn lính dù và lữ đoàn biệt kích của Israel. Ban đầu sư đoàn này được lập ra để bảo vệ biên giới Israel khỏi các mối đe dọa xuất phát từ Liban và Syria. Do đó, sư đoàn 98 hành động thành thạo ở những nơi có địa hình đồi núi và phức tạp. Các lực lượng của họ từng chiến đấu ở Beirut trong xung đột Liban lần thứ nhất vào những năm 1989 và cũng tham gia cuộc xung đột Liban 2006. Tuy nhiên, sau khi xung đột Gaza nổ ra vào khoảng tháng 10 năm 2023, sư đoàn 98 đã mở rộng hoạt động sang khu vực phía nam của Israel. Họ đã đi đầu trong các hoạt động quan trọng của IDF nhằm phá hủy các trung tâm khủng bố của Hamas, vô hiệu hóa các mục tiêu có giá trị cao và thu thập thông tin tình báo quan trọng. Trong chiến dịch Khan Yunis, các đội chiến đấu của sư đoàn 98 đã đột kích hàng trăm địa điểm quân sự của Hamas, hợp tác với các lực lượng tinh nhuệ khác để phá hủy phần lớn mạng lưới đường hầm khổng lồ của Hamas bên trong thành phố. Đoạn video ghi lại cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang chạy vội trong một bong ke khi Iran mở cuộc tấn công tên lửa vào Israel đã lan truyền khắp nơi. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Iran đã chia sẻ đoạn video trên cùng với chú thích lên án Thủ tướng Israel là hèn nhát, chạy trốn. Một số bài viết mô tả video là khoảnh khắc Thủ tướng Israel chạy tới hầm trú ẩn khi Iran tấn công. Đoạn video dường như cho thấy Thủ tướng Israel đang chạy qua hành lang của một bong ke. Tuy nhiên, theo kênh NDTV, video đang lan truyền trên thực chất đã có từ cách đây 3 năm. Nó từng được chia sẻ trên Facebook vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 và khi đó Thủ tướng Israel đang chạy vội vã ở ngoài hành lang của Quốc hội nước này để tới nơi bỏ phiếu. Thủ tướng Israel cũng đăng tải video trên tài khoản chính thức của mình ở trang mạng xã hội X cùng với chú thích, nó được quay tại tòa Quốc hội. Đêm 1 tháng 10, Iran đã phóng gần 200 quả tên lửa về Israel nhằm trả đũa các vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những chiến binh tử vì đạo. Theo ABC News, các chuyên gia cho hay đó là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong lịch sử nhằm vào một quốc gia. Các thành phố lớn của Israel như Tel Aviv và Jerusalem đều bị nhắm bắn trong cuộc tấn công tên lửa vào ngày 1 tháng 10 của Iran. Tel Aviv tuyên bố, bất chấp quy mô và sức mạnh của vụ tấn công, hầu hết tên lửa của Iran đã đều bị hệ thống phòng không, vòm sắt tinh vi của Israel chặn lại. Hệ thống vòm sắt của Israel do công ty công nghệ quốc phòng Rafael Advanced Defense System của nước này phát triển và chế tạo với sự hỗ trợ của Mỹ, có giá hơn 121 triệu đô la Mỹ. Đó được cho là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất trên thế giới. Hệ thống này được sử dụng radar để xác định vị trí của các tên lửa, máy bay không người lái, rocket đang lao tới rồi bắn tên lửa đánh chặn để loại bỏ mối đe dọa. Quân đội Israel cho hay, kể từ khi được đưa vào hoạt động năm 2011, hệ thống này đã đánh chặn được hàng nghìn tên lửa, rocket mà nhóm Hamas và Hezbollah phóng vào lãnh thổ nước này. Israel đang triển khai 10 hệ thống vòm sắt trên khắp đất nước. Phiên bản hải quân của hệ thống này được đưa vào sử dụng năm 2017. Trong khi Israel tuyên bố hầu hết các tên lửa lao tới bị đánh chặn và không làm ai bị thương, thì Iran lại khẳng định 90% các mục tiêu mà nước này nhắm đến trong cuộc tấn công đã bị bắn trúng. Iran cho biết, lần đầu tiên họ đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm tầm trung Fatah-2 trong cuộc tấn công lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng là nơi cất máy bay chiến đấu F-35 của Israel, căn cứ không quân Nevatim gần BC-3 và căn cứ Tel Anof, ngoài ra căn cứ không quân Hazerim ở sa mạc Negev và trụ sở của Mossad ở Tel Aviv cũng bị nhắm tới. Theo các quan chức Iran, nước này đã sử dụng tên lửa Fatah 2 để nhắm vào hệ thống phòng thủ Aral của Israel, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Fatah 2 được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm trong khoảng 1.500 km, nhỉnh hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm Fatah 1.
Tên lửa này có khả năng thay đổi quỹ đạo đáng kể trong khi bay để qua mặt hệ thống phòng thủ. Nó được sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hình cầu với vòi phun di động để tăng cường kiểm soát hướng. Phương tiện tái nhập của Fathad 2 được trang bị nhiên liệu hydrazine để tăng tốc và động cơ trong khí quyển. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari đã xác nhận một số tên lửa của Iran đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của nước này, bắn trúng các mục tiêu ở miền Trung và miền Nam Israel. Chuyên gia quân sự Michael Shawbridge, giám đốc người sáng lập tổ chức phân tích chiến lược Australia, đã giải thích cách một số tên lửa của Iran có thể xuyên qua hệ thống vòm sắt của Israel. Tên lửa được phóng như một viên đạn từ nòng súng. Khi đạt được tốc độ cao nhất, chúng trở thành đạn đạo, bay đến tốc độ cao hơn rồi lao xuống sâu và nhanh. Tên lửa đi theo một dạng cung parabol, tên lửa bay nhanh và lao xuống nhanh cũng như vậy. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3 tháng 10 cho biết, Mỹ đã thảo luận với Israel về cách trả đũa Iran sau vụ nước này phóng gần 200 tên lửa vào Israel, song từ chối công khai về cuộc đàm phán cũng như việc Mỹ có thúc ép Israel tấn công các mỏ dầu của Iran hay không. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố ông không tin sẽ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông và cho biết điều này có thể tránh và yêu cầu nhiều hơn nữa các nỗ lực ngăn chặn. Trước đó cùng ngày, giá dầu thế giới đã tăng ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận đang có thảo luận về khả năng tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố không ủng hộ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong một động thái trả đũa. Trước đó, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Dannon đã khẳng định nước ông có rất nhiều sự lựa chọn để trả đũa Iran và sẽ sớm cho Iran thấy được sức mạnh của Israel. Giới chức Mỹ cho biết họ không tin Israel đã đưa ra quyết định trả đũa cuối cùng. Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tuyên bố bất kỳ hành động quân sự nào vượt qua giới hạn đỏ của Iran, nước này sẽ đáp trả. Quốc tế vẫn đang kêu gọi vòng xoáy tấn công và trả đũa ở Trung Đông phải dừng lại để tránh cuộc xung đột vượt tầm kiểm soát lan ra toàn bộ khu vực. Phong trào Hezbollah tại Liban đêm ngày 3 tháng 10 tuyên bố các tay súng của lực lượng đã gây ra thêm tổn hại nặng nề cho quân đội Israel tại khu vực phía nam Liban. Trong khi đó, một nguồn tin Israel cho biết Iran có kế hoạch bắn hơn 1.000 quả tên lửa vào Israel nếu theo Aviv tấn công đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran đêm 1 tháng 10 vừa qua. Theo kênh số 12 của Israel, các bình luận viên người Iran đã nhận định rằng quốc gia Hồi giáo có thể bắn 1.000 quả tên lửa tấn công Israel nếu theo Aviv thực hiện cuộc tấn công đáp trả đợt tập kích vừa qua. Mục tiêu tấn công mới có thể bao gồm cả hạ tầng dân sự, chứ không chỉ dừng lại ở các cơ sở quân sự như cuộc tập kích vừa qua. Nguồn tin cho biết, nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đêm 2 tháng 10 đã cảnh báo rằng nếu Israel tấn công trả đũa, theo Aviv sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả khốc liệt hơn từ phía Tehran. Cũng theo kênh số 12 của Israel, truyền thông Iran hôm qua đã khẳng định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã bắn hơn 400 quả tên lửa vào Israel trong tối 1 tháng 10, chứ không phải 181 quả tên lửa như công bố từ phía Israel. Về cuộc xung đột tại chiến trường Liban, lực lượng Hezbollah đêm qua đã tuyên bố các tay súng của nhóm này đã loại khỏi vòng chiến đấu 17 sĩ quan và binh sĩ Israel trong cuộc giao tranh mới nhất ngày 3 tháng 10 tại khu vực biên giới. Hezbollah khẳng định thương vong thực tế còn cao hơn nhiều do nhiều binh sĩ Israel bị thương nặng. Một nguồn tin Ả Rập cũng cho rằng quân đội Israel có thể mất tới hàng chục binh sĩ trong các cuộc đụng độ mới nhất với Hezbollah hôm qua. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo trong ngày 3 tháng 10 có thêm một sĩ quan mang hàm đại úy tử vong do bị thương trong giao tranh ở phía nam Liban trong một ngày trước đó, nâng tổng số quân nhân Israel thiệt mạng tại chiến trường nam Liban lên 9 người, trong đó có 4 sĩ quan. IDF cũng cho biết rằng trong ngày hôm qua, Hezbollah đã bắn hơn 200 quả tên lửa tấn công nhiều khu vực khác ở phía bắc Israel, trong đó có Metula, Haifa và Galilee. Các cuộc tấn công không gây thương vong do nhiều quả tên lửa bị lưới phòng không Israel bắn hạ. Số còn lại đã rơi vào khu vực chống trải. Ở chiều ngược lại, IDF đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông và phía nam Liban và ngoại ô thủ đô Beirut. Trong đó có các cuộc không kích vào phía nam Beirut đánh phá 15 mục tiêu, bao gồm trụ sở tình báo của Hezbollah. Trong một tuyên bố tối qua, tham mưu trưởng IDF Trung tướng Hezi Halevi khẳng định rằng lực lượng này sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công Hezbollah cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra là loại bỏ sự uy hiếp mà nhóm vũ trang Liban tạo ra đối với cộng đồng dân cư phía bắc Israel. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng
an ninh của các bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhân chuyến thăm đầu tiên của ông đến Kiev kể từ khi đảm nhận cương vị mới, ông Rut nhắc lại cam kết của NATO rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành thành viên của tổ chức này, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn các đồng minh phương Tây khẩn trương hỗ trợ quân sự tích cực như cách một số nước dành cho Israel trong cuộc xung đột với Iran. An ninh của các bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và cuộc xung đột giành tự do của các bạn phản ánh các nguyên tắc và giá trị cốt lõi của chúng tôi, ông Rut phát biểu tại một cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Ukraine ngày 3 tháng 10. Ông nhấn mạnh rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông với tư cách là Tổng thư ký NATO thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên minh đối với Kiev. Ukraine đang gần gũi hơn bao giờ hết với NATO và sẽ tiếp tục theo con đường này cho đến khi đảm bảo được tư cách thành viên NATO, ông Rut nói. Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn thấy các đồng minh của mình bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái mà Nga bắn vào Ukraine giống như các đồng minh giúp Israel khi Iran phóng tên lửa vào trong tuần qua. Chúng tôi đang trao đổi với họ, hiện tại họ chưa sẵn sàng để làm điều này, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép Kiev tấn công sâu bên trong lãnh thổ nước Nga bằng vũ khí phương Tây cung cấp. Ông cho rằng phương Tây đang trì hoãn đưa ra quyết định. Ông nói, nếu không có vũ khí tầm xa, chúng tôi không thể ngăn chặn Nga. Cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga có thể sẽ phá vỡ chuỗi chỉ huy và hậu cần của Nga. Lo ngại về phản ứng của Moscow, các đồng minh của Kiev vẫn chưa cho phép làm điều này. Quân đội Ukraine rút khỏi thị trấn Vuhleda vào đầu tuần này, mang lại cho Nga chiến thắng mới nhất trên chiến trường ở miền đông Ukraine trong mùa thu năm nay. Các quan chức và nhà ngoại giao NATO kỳ vọng ông Rut sẽ duy trì những ưu tiên của người tiền nhiệm Jens Stoltenberg, tập hợp sự ủng hộ dành cho Kiev, thúc đẩy các nước NATO chi tiêu nhiều hơn với quốc phòng và giữ chân Mỹ ở lại châu Âu. Trong khi còn là Thủ tướng Hà Lan, ông Rut đã chấp thuận chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan cho Ukraine. Trong vai trò mới, ông Rut đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm khả năng ông Donald Trump, người hoài nghi NATO, trở lại làm Tổng thống Mỹ. Ông Rut sẽ tiếp quản vị trí Tổng thư ký NATO từ ông Jens Stoltenberg từ ngày 1 tháng 10. Đây là lần đầu tiên vị trí lãnh đạo cao nhất của NATO thay đổi trong một thập kỷ. Hoạt động của Liên minh từ nay sẽ phụ thuộc vào việc liệu ông Rut có thể tạo ra được sự đồng thuận trong Liên minh gồm 32 thành viên hay không. Khả năng bảo vệ gần 1 tỷ dân của các nước thuộc Liên minh hay không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự mà cả đoàn kết chính trị. Có rất nhiều thách thức đang chờ đợi ông Rut, khả năng ông Donald Trump, người hoài nghi NATO trở lại làm Tổng thống Mỹ. Các đồng minh châu Âu kêu gọi cử thêm quân tiếp viện để bảo vệ họ chống lại Nga, lời khẩn cầu từ Ukraine về viện trợ quân sự. Truyền thông Iran hôm 2 tháng 10 đưa tin, trong cuộc oanh kích quy mô lớn vào Israel, tên lửa của Iran đã tấn công căn cứ không quân Nevatim, phá hủy hơn 20 máy bay chiến đấu F-35 của Israel. Theo đài phát thanh và truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngày 2 tháng 10, ông Mohammad Hossein Bagheri, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, cùng ngày đã tiết lộ các mục tiêu chính của cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel hôm 1 tháng 10, bao gồm 3 căn cứ không quân chính của Israel, trụ sở Cục Tình báo và Mật vụ Mossad, cùng các trạm radar chiến lược, trung tâm lắp ráp xe tăng, tàu chở quân. Theo truyền thông Iran, căn cứ không quân Nevatim nằm trong sa mạc Negev ở miền nam Israel đã bị tên lửa Iran tấn công dữ dội và 2 phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Israel đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một nguồn tin Iran nói, căn cứ không quân Nevatim của Israel đã hứng chịu nhiều thảm họa tàn khốc và số lượng máy bay chiến đấu F-35 bị phá hủy thật đáng kinh ngạc. Căn cứ Israel đã trải qua thảm họa tên lửa đạn đạo chưa từng có, quy mô và sức mạnh của cuộc xung đột tên lửa này là chưa từng có trong lịch sử. Nguồn tin này cho hay, căn cứ không quân Nevatim của Israel đã trở thành mục tiêu oanh kích như vũ bão của tên lửa Iran. Theo một báo cáo gây sốc, căn cứ đã bị tấn công bằng hàng trăm tên lửa và gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hãng thông tấn Iran Safana đã đưa tin hơn 20 chiến đấu cơ F-35 tiên tiến nhất của Israel đã bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Chắc chắn là một đòn chí mạng đối với lực lượng không quân Israel. Ngoài tổn thất quân sự nặng nề, các cơ sở dân sự của Israel cũng chịu thiệt hại chưa từng có. Nhiều tòa nhà ở thành phố Hod Hazon ở miền trung Israel đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa. Cùng ngày 2 tháng 10, một số cơ quan truyền thông Israel đã đưa tin xác nhận một căn cứ không quân của Israel đã bị tên lửa Iran tấn công,
gây hư hại một số tòa nhà và xưởng bảo dưỡng máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, các báo cáo đều dẫn nguồn tin quân sự Israel cho biết các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, đạn dược và cơ sở hạ tầng quan trọng trong căn cứ không quân không bị tổn hại. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ là không hiệu quả và không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của lực lượng không quân Israel. Và không quân Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Liban chỉ vài giờ sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, truyền thông Israel không đề cập đến tên và địa chỉ cụ thể của căn cứ bị tên lửa Iran tấn công. Ông Gendelman, cố vấn của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Iran đã bắn 180 tên lửa vào Israel và hầu hết đều bị đánh chặn nên gây tổn thương không đáng kể. Đối mặt với những tổn thất to lớn, quân đội Israel thề sẽ trả đũa. Theo đài truyền hình Channel 12 của Israel, IDF đã xây dựng kế hoạch trả đũa toàn diện và đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông để tiêu diệt hoàn toàn khả năng quân sự của Iran. Quân đội Iran đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với đòn trả đũa của Israel, đóng cửa không phận và sân bay quốc tế Tehran, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng thủ. Tình hình căng thẳng giữa hai bên đang gia tăng đến mức cực điểm. Mặc dù Israel tuyên bố rằng tổn thất của họ trong vụ tấn công của tên lửa Iran là nhỏ, nhưng giới quan sát cho rằng điều này thường được thực hiện để ngăn chặn sự hoang mang của dân chúng và khó có thể coi là sự thật. Chỉ một tuần sau khi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hezbollah để tránh khả năng xảy ra xung đột toàn diện ở Trung Đông, Nhà Trắng đã thay đổi thông điệp của mình khi Israel tiếp tục tấn công trên bộ vào Liban. Ngày 26 tháng 9, Mỹ, Pháp và các đồng minh khác đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày để tạo điều kiện đàm phán trong cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel và Hezbollah. Mỹ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ có thể mang lại sự ổn định lâu dài dọc theo biên giới giữa Israel và Liban. Văn phòng Thủ tướng Israel ở thời điểm đó tuyên bố rằng kế hoạch ngừng bắn do Mỹ và Pháp đưa ra chỉ là một đề xuất và ông Benjamin Netanyahu chưa phản hồi về đề xuất này. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel, ông Katz đã nhấn mạnh không hề có lệnh ngừng bắn ở miền Bắc nước này. Ngoại trưởng Katz đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng và đưa hàng chục nghìn công dân Israel phải sơ tán khỏi nhà của họ trở về miền Bắc an toàn. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah thiệt mạng do cuộc không kích của quân đội Israel vào thủ đô Beirut tối ngày 27 tháng 9. Mỹ đã nhanh chóng ca ngợi và bảo vệ Israel sau một loạt các cuộc không kích, sát hại các nhà lãnh đạo Hezbollah, trái ngược với những chỉ trích liên tục về cuộc xung đột của Israel ở Gaza đã khiến cho người dân thường tử vong. Mỹ đã có một hướng đi khác đối với các cuộc không kích nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những lãnh đạo khác của lực lượng này. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, các cuộc không kích này cũng có thể khiến cho người vô tội không liên quan đến Hezbollah phải bỏ mạng. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder đã nói rằng Mỹ vẫn tập trung cao độ vào việc ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, nhưng ông đã thể hiện sự linh động để Israel tiếp tục truy đuổi Hezbollah để tự bảo vệ nước này. Ông Ryder nói rõ, chúng tôi hiểu và ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah. Chúng tôi biết rằng một phần của điều đó là tiêu hủy một số cơ sở hạ tầng tấn công mà Hezbollah đã xây dựng dọc biên giới. Ông cho biết Mỹ sẽ tham vấn với Israel khi nước này tiến hành các hoạt động hạn chế đối với các vị trí của Hezbollah dọc biên giới. Ông Ryder cho biết mục tiêu là cho phép công dân ở cả hai bên biên giới trở về nhà của họ. Cũng theo người phát ngôn này, một phần trong cuộc thảo luận sắp tới giữa Mỹ và Israel sẽ tập trung vào việc đảm bảo hiểu biết về nhiệm vụ có thể kéo dài và lan rộng dẫn đến căng thẳng leo thang hơn nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 2 tháng 10 đã tuyên bố rằng việc Israel nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah cũng như việc nước này khởi xướng hoạt động quân sự trên bộ có giới hạn tại Liban là chính đáng và chúng được thực hiện để tự vệ. Ngược lại, ông Miller đánh giá rằng cuộc tấn công tên lửa của Iran ngày 1 tháng 10 nhằm vào Israel là nguy hiểm và làm gia tăng căng thẳng vì nó nhằm hỗ trợ Hamas và Hezbollah. Trong khi đó, theo AP, tính đến thời điểm này, có rất ít bằng chứng cho thấy nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden hướng đến ngừng bắn và nhằm đến việc cảnh báo về việc xung đột mở rộng đã có nhiều tác động đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ngày 30 tháng 9, Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, ông John Alterman đã nhận định rằng ảnh hưởng của Mỹ đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu dường như đang bị phai nhạt và rằng nhà lãnh đạo Israel có vẻ đã bỏ qua những lời cảnh báo của Mỹ về việc châm ngòi một cuộc xung đột khu vực.
Cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel trong đêm ngày 1 tháng 10 tiếp tục kéo hai quốc gia này vào vòng xoáy ăn miếng trả miếng sau hai tuần gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là liệu cuộc tấn công này có phải là khởi đầu của một chuỗi giao tranh mới giữa Israel và Iran hay không? Khi thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ máy nhắn tin ở Beirut khiến hàng trăm người bị thương và thiệt mạng, Israel tiếp tục tăng nhiệt xung đột bằng các cuộc không kích dồn dập về phía Liban. Đỉnh điểm trong xung đột là vụ ném bom ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào ngày 27 tháng 9, kéo theo hàng loạt đợt tấn công đáp trả bằng tên lửa của Hezbollah vào các vị trí của Israel ở biên giới phía Bắc, cùng với tuyên bố đẩy mạnh cuộc chiến với Israel. Không dừng lại ở đó, sáng ngày 1 tháng 10, quân đội Israel xác nhận đã vượt biên vào Liban và Hezbollah tuyên bố sẵn sàng trước mọi hành động quân sự tiếp theo của quốc gia Hồi giáo này. Ông Jonathan Banikov, cựu sĩ quan tình báo Mỹ từng nghiên cứu về Trung Đông cho biết, vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah đã làm thay đổi cục diện quyền lực trong khu vực. Ông Banikov đặt ra câu hỏi, rõ ràng là có điều gì đó thay đổi trong tính toán của Israel. Đây thực sự là đỉnh điểm của nỗ lực kéo dài 2 tháng nhằm loại bỏ những chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah. Israel gần như chắc chắn đã làm được điều đó. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn rõ ràng là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và câu hỏi đã có, sau cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel vào đêm ngày 1 tháng 10, Tehran đã bắn khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo và rocket trực tiếp vào lãnh thổ Israel, tuyên bố rằng đây là hành động đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Nasrallah và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Các quan chức Israel hiện vẫn đang đánh giá tình hình thiệt hại. Tuy nhiên, có vẻ như các hệ thống phòng không thường được ca ngợi như Iron Dome, Arrow và David Sling dường như đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Một số ý kiến cho rằng, sự thay đổi trong cách tiếp cận của Israel đã đẩy Tehran vào đường cùng và buộc phải đáp trả. Các nhóm ủy nhiệm của Iran là Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban đã bị suy yếu sau gần một năm liên tục giao tranh. Và cùng với đó, ảnh hưởng của Iran trong khu vực cũng đã giảm sút. Trong bối cảnh ấy, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đứng trước hai lựa chọn, nhắm mắt làm ngơ hoặc tìm cách giành lại vị thế ở Trung Đông. Tháng 4 vừa qua đánh dấu lần đầu tiên Iran đã trực tiếp tấn công vào lãnh thổ Israel. Đây được xem là hành động trả đũa vụ tập kích lãnh sự quán Iran tại Damascus, Syria, khiến ít nhất 7 sĩ quan cấp cao thiệt mạng mà Tehran nghi do Tel Aviv thực hiện. Trong màn đêm, hàng trăm tên lửa rơi như mưa xuống lãnh thổ Israel. Mỹ, nước láng giềng Jordan và hệ thống phòng không của Israel đã đảm bảo phần lớn trong số chúng không phá hủy các cơ sở hạ tầng bên dưới và làm bị thương người dân của nước này. Vài tháng sau, Israel tiếp tục ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Iran và chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr tại Beirut. Cả hai vụ trên đều khiến Iran thề sẽ trả thù. Hezbollah đã trả đũa riêng rẽ bằng cách tăng cường các cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Israel, trong khi Iran vẫn kiềm chế. Theo ông Avi Melames, cựu quan chức tình báo Israel, từng là cố vấn về vấn đề Ả Rập cho hai thị trưởng Jerusalem, sự im lặng của Iran là một trong những lý do khiến Israel quyết định lấn tới. Ông Melames nói, Israel đã quyết định rằng đây là thời điểm và là cơ hội thích hợp để nghiêm túc giải quyết mối đe dọa lớn nhất mà nước này phải đối mặt trong vài thập kỷ qua, và đó chính là Hezbollah. Đồng tình với quan điểm trên, bà Holly Target, thành viên cấp cao không thường trú chuyên về Iran tại Hội đồng Đại Tây Dương cho biết, Hezbollah luôn là một trong những lực lượng phòng thủ chính của Iran. Cùng với việc lực lượng này bị suy yếu và Iran cho đến tận hôm nay vẫn chưa phản ứng, đã có rất nhiều lời bàn tán rằng Hezbollah đã bị Tehran bỏ rơi. Sau cuộc tấn công của Iran vào tháng 4, Mỹ đã kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và nói với Israel rằng hãy giành chiến thắng bằng cách bắn hạ hầu hết các tên lửa và máy bay không người lái được bắn về phía họ. Nhưng Israel đã đáp trả, họ chỉ bắn một tên lửa. Nhưng nơi tên lửa được phóng đến mới là vấn đề lớn, một địa điểm hạt nhân của Iran. Dù xung đột trực tiếp giữa hai nước vẫn tiếp tục tiếp diễn bằng các vụ ám sát và tấn công ủy nhiệm, nhưng giới quan sát cũng không loại trừ khả năng vũ khí hạt nhân sẽ xuất hiện trong các cuộc đụng độ giữa hai bên. Ông Ali Vaed, giám đốc dự án Iran tại Tổ chức Nghiên cứu International Crisis Group nói, nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran là đặc biệt cao vì lá chắn phòng thủ Hezbollah của Iran đang bị đe dọa. Ông Vaed cũng nói thêm, bất kể Israel có nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân hay các cơ sở quân sự của Iran thêm một lần nữa hay không, một phản ứng lớn của Israel vẫn có thể khiến xung đột tiếp tục gia tăng và lan rộng. Ngày 2 tháng 10, trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng liên quan đến vụ Iran tấn công tên lửa vào Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Israel hết mình. Cùng ngày, người phát ngôn quân sự cấp cao của Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cũng mô tả cuộc tấn công này là nghiêm trọng và nguy hiểm. Ông Hagari nhấn mạnh,
cuộc tấn công này chắc chắn sẽ có hậu quả. Trong 2 tuần gia tăng căng thẳng, nhiều nhà quan sát nhận định rằng cuộc tấn công này khó có thể là lần cuối cùng Iran tấn công Israel. Hai quan chức Nhà Trắng giấu tên cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng không thể tác động đến hành vi quân sự của Israel ở Trung Đông. Theo thông tin được tờ Politico đăng tải vào ngày 2 tháng 10, Tổng thống Joe Biden và các trợ lý đã nhiều lần thất vọng vì cuộc chiến của Israel ở dải Gaza, khi mà số người dân Palestine thiệt mạng là rất lớn. Cũng theo tờ báo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phớt lờ những lời cố vấn từ phía Mỹ. Politico dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết thêm, khi ảnh hưởng của ông Biden đối với ông Netanyahu giảm đi, những cơn giận của Tổng thống càng tăng lên. Các cuộc điện đàm giữa hai ông Biden và Netanyahu ngày càng trở thành những cuộc cãi vã. Cũng theo Politico, động thái này đã minh chứng cho sự thừa nhận rằng Tổng thống Biden dường như không thể ngăn chặn một cuộc chiến khu vực bùng nổ ở Trung Đông. Do đó, ông Biden phải chấp nhận hạn chế phản ứng của Israel thay vì ngăn cản hoàn toàn. Thông tin trên được công bố chỉ một ngày sau khi Israel tiến hành tấn công trên bộ chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố, chiến dịch tấn công trên bộ kết hợp với các cuộc không kích dữ dội vào Liban nhằm ngăn chặn đòn tấn công bằng tên lửa và súng cối xuyên biên giới từ Hezbollah. Đáng nói, trong tối ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng gần 200 tên lửa vào Israel với lý do đáp trả các vụ ám sát gần đây nhằm vào lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas, Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Thời gian qua, Mỹ vừa lên tiếng ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng đồng thời thúc giục Israel kiềm chế khi trả đũa Iran, Hamas và Hezbollah. Ban đầu, Politico từng đưa tin Mỹ đã âm thầm chấp thuận chiến dịch quân sự của Israel tại Liban. Mặc dù Washington công khai thúc giục Israel tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Hezbollah, song trong một bài báo đăng ngày 2 tháng 10, Politico cho hay Israel đã không báo trước cho Mỹ về chi tiết các cuộc tấn công và điều này đã khiến Nhà Trắng tức giận. Cũng trong ngày 2 tháng 10, Tổng thống Joe Biden cho hay ông sẽ không ủng hộ đòn tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Nga đã chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận của Washington về vấn đề Trung Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả sự leo thang hiện nay là minh chứng cho sự bất lực của Mỹ. Ngày 4 tháng 10, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho biết Iran và các đồng minh trong khu vực sẽ không lùi bước trước Israel sau cuộc tấn công của Israel vào Beirut được cho là nhắm vào người kế vị của thủ lĩnh Hezbollah. Iran đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn khi phóng loạt tên lửa vào Israel diễn ra vào ngày 1 tháng 10, sau khi kẻ thù không đội trời chung của họ ám sát Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, một nhân vật xuất chúng đã biến nhóm này thành lực lượng quân sự và chính trị hùng mạnh nhất Liban với tầm ảnh hưởng khắp Trung Đông. Israel đã thể sẽ đáp trả. Ông Khamenei nói trong một lần xuất hiện hiếm hoi khi dẫn đầu buổi cầu nguyện vào ngày 4 tháng 10 ở Tehran. Trục kháng chiến trong khu vực sẽ không giảm ngay cả khi các nhà lãnh đạo của họ bị sát hại. Đồng thời, đề cập đến Nasrallah trong bài phát biểu của mình và gọi cuộc tấn công vào Israel là hợp pháp và chính đáng. Ông không đề cập đến quan chức Hassem Safieddine của Hezbollah, người được đồn đại là người kế nhiệm của ông Nasrallah. Phóng viên Barak Ravid của Axios dẫn lời ba quan chức Israel nói rằng Safieddine đã bị nhắm mục tiêu trong một hầm ngầm ở Beirut trong đêm ngày 3 tháng 10. Số phận của Safieddine vẫn chưa rõ ràng. Quân đội Israel từ chối bình luận và Hezbollah cũng không đưa ra thông tin nào về số phận của ông Safieddine. Anh trai của ông, Sayed Abdallah Safieddine, đại diện của Hezbollah tại Iran, đã tham dự bài phát biểu của ông Khamenei tại Tehran. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong trục kháng chiến gồm Hezbollah, Houthi của Yemen và các nhóm vũ trang ở Iraq đã thực hiện các cuộc tấn công trong khu vực để hỗ trợ người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza. Ông Khamenei cho biết Afghanistan nên tham gia hành động phòng thủ này. Israel đã ám sát các nhà lãnh đạo và chỉ huy của Hezbollah và Hamas, nhóm chiến binh Palestine mà nước này đang tìm cách tiêu diệt ở Gaza kể từ cuộc tấn công vào Israel một năm trước. Quân đội Israel ngày 4 tháng 10 cho biết họ đã loại bỏ người đứng đầu mạng lưới liên lạc của Hezbollah, Mohammad Reisid Sakafi, bằng cách tiến hành một cuộc tấn công chính xác dựa trên tình báo ở Beirut vào ngày 3 tháng 10. Vùng ngoại ô phía nam Dahiye của Beirut, thành trì của Hezbollah do Iran hậu thuẫn, tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công mới vào gần nửa đêm ngày 3 tháng 10, sau khi Israel ra lệnh cho người dân rời khỏi nhà ở một số khu vực. Căng thẳng giữa Iran và Israel đã tăng cao khi Israel đang cân nhắc các phương án đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran vào ngày 1 tháng 10 mà Iran đã thực hiện để đáp trả hành động quân sự của Israel ở Liban. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông không tin rằng sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực ở Trung Đông khi Israel cân nhắc các phương án trả đũa, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn điều đó. Trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh khác kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày, ông Biden cho biết,
Mỹ đang thảo luận với Israel về các phương án đáp trả cuộc tấn công của Tehran, trong đó có việc Israel tấn công cơ sở dầu mỏ của Iran. Những bình luận của ông đã góp phần khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, khiến các nhà giao dịch lo lắng về khả năng gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, ông Biden nói thêm, hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó, khi được hỏi liệu ông có thúc giục Israel không tấn công các cơ sở lọc dầu của Iran hay không, ông Biden cho biết ông sẽ không đàm phán công khai. Trong số khoảng 180 tên lửa mà lực lượng phòng vệ Israel cho biết rằng Iran đã bắn vào đêm 1 tháng 10, có ít nhất 3 mục tiêu rõ ràng đã xuất hiện qua phân tích của CNN về các video định vị địa lý trong cuộc tấn công. Vẫn còn quá sớm để biết được liệu cuộc tấn công đó có gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào hay không. Điều này cần có ánh sáng ban ngày và có thể nhìn thấy hình ảnh vệ tinh. Nhưng bằng cách phân tích các video từ cuộc tấn công, chúng ta có thể hình dung được mục tiêu mà Iran nhắm tới. Các cảnh quay cho thấy một lượng lớn tên lửa đã rơi xuống hoặc gần trụ sở của Mossad, tình báo Israel, căn cứ không quân Nevatim và căn cứ không quân Tanof. Những địa điểm đó phần lớn trùng khớp với những gì mà cộng đồng tình báo của Mỹ và người Israel tin rằng sẽ bị nhắm tới. Israel đánh giá rằng Iran có khả năng sẽ tấn công 3 căn cứ không quân và 1 căn cứ tình báo của Israel. Hãng tin CNN cũng dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho rằng các mục tiêu tiềm năng của Iran bao gồm các căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy tình báo. Các video cho thấy ít nhất 2 tên lửa rơi gần trụ sở Mossad ở khu phố Glilot của Tel Aviv, một khu cộng đồng dân cư với nhiều tòa cư dân và thương mại. Tại sa mạc Negev ở miền nam Israel, các video cho thấy một số lượng lớn tên lửa của Iran bắn trúng căn cứ Nevatim. Cơ sở này là một trong những cơ sở lớn nhất của Israel, trước đó đã bị Iran tấn công trong cuộc tấn công ngày 13 tháng 4. IDF cho biết thiệt hại là rất nhỏ. Tại khu vực căn cứ Tel Nof của Tel Aviv, hơn 15 dặm về phía nam, một đoạn video khác cho thấy có một số vụ nổ. Ngoài ra, chính quyền Israel cũng đang xem xét các mảnh đạn để xác định loại tên lửa được sử dụng sau cuộc tấn công do Iran thực hiện vào ngày 1 tháng 10. Phóng viên Jeremy Diamond của CNN đã đưa tin về hiện trường vụ tấn công gần một trường học ở thị trấn Jedera, miền trung Israel, cho biết tác động của vụ tấn công đã khiến cho một bức tường và cửa sổ của một số lớp học bị vỡ tan, bên trong có thiệt hại đáng kể. Có thể thấy công nhân và máy móc hạng nặng ở phía sau đang dọn dẹp đống đổ nát xung quanh một miệng hố lớn có độ sâu khoảng 8 feet ở phần sâu nhất. Các mảnh vỡ cũng có thể được tìm thấy khi chúng được thu thập để phân tích thêm. Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng nhiều giờ trước vụ tấn công, trẻ em đã đến trường. Theo Trevor Ball, cựu kỹ thuật viên vật liệu nổ cấp cao của quân đội Mỹ, những gì còn sót lại của một tên lửa đạn đạo Iran, bao gồm bộ phận dẫn đường và đầu đạn, được tìm thấy trong các hình ảnh và video do CNN ghi lại tại địa điểm hố bom. Ông cho biết rất khó có thể xác định được các mô hình do thiếu hình ảnh tham khảo. Cuộc tấn công của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10 có thể đã làm thay đổi tình hình vốn đã vô cùng căng thẳng ở Trung Đông khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá. Cho đến nay, Iran chủ yếu sử dụng các lực lượng ủy nhiệm của mình trong khu vực Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen để tấn công Israel. Khi tấn công trực tiếp Israel vào tháng 4, sau khi cáo buộc nước này đánh bom khu vực phức hợp ngoại giao của mình tại Syria, cuộc tấn công này dường như được thiết kế để gây hiệu ứng hơn là tác động. Thưa quý vị, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen, Yahya Saleh cho biết, ngày 2 tháng 10, lực lượng Houthi tại Yemen tấn công nhằm vào các vị trí quân sự sâu trong lãnh thổ Israel bằng rocket Qassam. Hiện chưa có thông báo của quân đội Israel về vụ phóng rocket từ Yemen. Ông Saleh cũng tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel cho đến khi cuộc xung đột tại giải Gaza và Liban chấm dứt. Cuối tuần qua, Israel cũng tuyên bố tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, cách Israel hơn 2.000 km, để đáp trả việc nhóm vũ trang nhiều lần phóng tên lửa nhằm vào nước này. Đợt tập kích của quân đội Israel diễn ra sau khi Houthi ngày 28 tháng 9 phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay Ben Gurion thuộc miền trung Israel, gần thời điểm máy bay chở Thủ tướng Netanyahu tới đây. Phòng không Israel tuyên bố bắn hạ quả đạn bên ngoài biên giới nước này. Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 30 tháng 9 tuyên bố bắn rơi thêm một máy bay không người lái hiện đại trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ của quân đội Mỹ. Đây là chiếc UAV đắt tiền thứ tư của Mỹ bị Houthi bắn hạ tại Yemen trong tháng 9 năm 2024, và quân đội Mỹ cũng đã xác nhận tổn thất. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saleh cho biết chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ tại khu vực tỉnh Sada thuộc quyền kiểm soát của Houthi. Ông Saleh khẳng định,
Đây là chiếc MQ-9 Reaper thứ tư của Mỹ bị Houthi bắn hạ tại Yemen trong tháng 9 năm 2024 và là chiếc thứ 11 kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ở dải Gaza vào tháng 10 năm 2023. Houthi tìm chỗ đứng trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Chuỗi hành động cực đoan của Houthi gần đây dường như để lực lượng này tìm chỗ đứng tại chiến trường Trung Đông, buộc quốc tế phải chú ý. Theo hãng tin AP, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn liên tục có những hành động gây hấn nhằm khẳng định vị thế của mình tại Trung Đông trong bối cảnh Israel tăng cường chiến dịch chống Hezbollah tại Liban, trong đó có chiến dịch tấn công trên bộ diễn ra vào ngày 1 tháng 10. Ngày 28 tháng 9, Houthi phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay Ben Gurion gần thành phố Tel Aviv sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu trở về từ New York, nơi ông có bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc. Sau khi bắn hạ máy bay không người lái Reaper MQ-9 của Mỹ vào ngày 30 tháng 9, Houthi tuyên bố tăng cường hoạt động quân sự và mục tiêu chính là Israel. Các quan chức an ninh cùng quân đội Anh cho biết, Houthi phóng một máy bay không người lái tự phát nổ tấn công một tàu chở hàng, đồng thời phóng tên lửa vào một tàu khác tại Biển Đỏ trong ngày 1 tháng 10. Chuỗi hành động của Houthi một lần nữa thu hút sự chú ý của quốc tế và dấy lên nhiều câu hỏi về mục tiêu và chiến lược của lực lượng này. Houthi tập trung phần lớn ở khu vực phía Bắc và thủ đô của Yemen, có sức ảnh hưởng lớn tại nước sở tại. Kể từ khi cuộc giao tranh ở dải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023, Houthi bắt đầu tấn công những tàu chở hàng tại Biển Đỏ, tuyến đường thủy trọng điểm của thương mại quốc tế, nhằm gây áp lực lên Israel. Một nhà phân tích quân sự người Yemen cho biết, Houthi thường bị lãng quên và bị coi là ít nổi bật hơn so với Hamas ở Gaza hay Hezbollah ở Liban trước khi xung đột Gaza diễn ra. Các chuyên gia nhận định, vị thế của Houthi trong khu vực đã lên một tầm cao mới sau hàng loạt động thái gây hấn, buộc quốc tế phải để mắt tới. Thưa quý vị, thế giới đang chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông, khu vực quan trọng nhất cho năng lượng của hành tinh. Giá dầu đã tăng nhưng không quá mạnh. Các nhà đầu tư từng trải qua những đợt khủng hoảng địa chính trị trước đây, nhưng nhanh chóng bị dập tắt, nên giờ đây họ trở nên vô cảm trước chuỗi khủng hoảng toàn cầu. Lần này họ đang chờ đợi bằng chứng thực sự về sự gián đoạn nguồn cung trước khi đẩy giá dầu thô lên cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo vẫn có nguy cơ lớn rằng cuộc chiến khu vực đang nổi lên ở Trung Đông có thể gây ra một đợt tăng giá dầu tàn khốc, không chỉ làm rung chuyển nền kinh tế thế giới mà còn có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông có thể khiến giá xăng dầu tại Mỹ đang ổn định ở mức thấp sẽ bất ngờ tăng vọt. Ông McNally, người từng là cố vấn năng lượng cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, nhận định đây là khu vực sản xuất và xuất khẩu quan trọng nhất thế giới, không khác gì trái tim và hệ tuần hoàn của nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu tăng 2,4% vào hôm 2 tháng 10 sau khi Iran bắn hàng trăm tên lửa vào Israel, rồi tăng nhẹ khi Israel cam kết trả đũa. Sau đó, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề ngỏ khả năng Israel tấn công vào các kho dầu của Iran, thị trường phản ứng mạnh mẽ hơn. Giá dầu thô tăng gần 5% lên 73,5 đô la Mỹ một thùng vào chiều ngày 3 tháng 10. Bà Halima Croft, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu RBC Capital Market nhận định, trước cuộc cách mạng dầu đá phiến, tình huống kiểu này có thể đã khiến giá dầu vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ. Chỉ 2 năm trước, giá dầu đã tăng vọt lên 130 đô la Mỹ một thùng vào tháng 3 năm 2022 sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chiến đó không gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn như nhiều người lo sợ và giá dầu cuối cùng đã giảm trở lại. Quân đội Israel hôm 3 tháng 10 cảnh báo người dân sơ tán khỏi các cộng đồng ở miền Nam Liban nằm ngoài khu vực đệm do Liên Hợp Quốc tuyên bố, ám chỉ rằng họ có thể mở rộng chiến dịch trên bộ vừa được phát động để chống lại Hezbollah. Một cuộc không kích của Israel ngày 4 tháng 10 đã cắt đứt con đường chính nối Liban với Syria, để lại hai hố bom lớn ở hai bên đường. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 10 cho biết ông không ủng hộ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Có một nguy cơ đáng kể rằng các cơ sở năng lượng và dòng chảy toàn cầu có thể bị cuốn vào một cuộc leo thang giữa Israel và Iran cùng các đồng minh của nước này. Bà Croft cảnh báo nguy cơ Iran quyết định quốc tế hóa chi phí cuộc khủng hoảng bằng cách tấn công vào các cơ sở dầu mỏ trong khu vực. Tấn công vào cơ sở dầu mỏ của Iran có thể đẩy giá lên cao hơn. Ông Kevin Book, giám đốc điều hành hãng nghiên cứu năng lượng Clearview Energy Partners của Mỹ cho rằng, nếu Israel tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran, giá dầu thế giới có thể tăng từ khoảng 74 đô la Mỹ hiện nay lên 86 đô la Mỹ một thùng. Dù đang chịu lệnh trừng phạt về chương trình hạt nhân, Iran vẫn có thể bán dầu trên thị trường, chủ yếu là xuất sang Trung Quốc.
Về lý thuyết, Ả Rập Xê Út và OPEC có thể bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ từ Iran, dù sẽ mất nhiều thời gian. Chính quyền Tổng thống Biden cũng có thể mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Mối nguy lớn hơn là Iran trả đũa bằng cách làm gián đoạn dòng chảy dầu ra khỏi eo biển Hormuz, điểm nghẽn dầu quan trọng nhất trên hành tinh. Kênh này chỉ rộng 33,8 km tại điểm hẹp nhất và là con đường duy nhất để vận chuyển dầu từ vịnh Ba Tư ra các đại dương. Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu lên trên 100 đô la Mỹ một thùng. Các nhà phân tích của Citigroup khuyến nghị khách hàng hôm 2 tháng 10. Đóng cửa eo biển Hormuz sẽ tạo ra bước ngoặt cho thị trường dầu mỏ toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Nó có thể làm người tiêu dùng, doanh nghiệp lo lắng về sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, người dân và các nguồn tin an ninh cho biết, vùng ngoại ô Dahiye phía nam Beirut, thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban, lại hứng chịu các cuộc tấn công mới vào gần nửa đêm ngày 3 tháng 10, sau khi Israel ra lệnh cho người dân rời khỏi nhà của họ ở các khu vực trong quận. Các cuộc không kích nhắm vào quan chức Hezbollah Hassan Safieddine, người được đồn là người kế nhiệm thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong một cơ sở ngầm. Phóng viên Parag Ravid của Axios dẫn lời ba quan chức Israel cho biết, ông nói số phận của Safieddine vẫn chưa rõ ràng. Quân đội Israel từ chối bình luận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho vụ tấn công tên lửa hôm thứ Ba và Washington cho biết họ sẽ làm việc với đồng minh lâu năm để bảo đảm Iran phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Doha ngày 3 tháng 10 cho biết rằng Tehran sẽ sẵn sàng đáp trả. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói, bất kỳ loại tấn công quân sự, hành động khủng bố hoặc vượt qua làn danh đỏ nào của chúng tôi đều sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt từ các lực lượng vũ trang của chúng tôi. Quân đội Israel đã yêu cầu cư dân của hơn 20 thị trấn ở miền nam Liban sơ tán khỏi nhà vào thứ Năm khi nước này tiếp tục tấn công xuyên biên giới. Những cảnh báo mới nhất đã đưa số thị trấn phía Nam phải nhận lệnh sơ tán lên con số 70, bao gồm cả thủ phủ tỉnh Napatie, cho thấy một chiến dịch quân sự khác của Israel sắp xảy ra nhằm vào Hezbollah. Các nguồn tin an ninh và người dân Liban cho biết, vùng ngoại ô Dahiye phía bắc Beirut đã hứng chịu hơn chục cuộc không kích của Israel chỉ riêng trong ngày 3 tháng 10. Dahiye đã liên tục bị tấn công bởi các đòn không kích của Israel, bao gồm cả đòn tấn công tên lửa đã sát hại ông Nasrallah một tuần trước và san phẳng toàn bộ khu nhà nơi mà vị thủ lĩnh này trú ngụ. Một nhân chứng của Reuters cho biết một số cuộc tấn công đêm ngày 3 tháng 10 xảy ra gần sân bay quốc tế Beirut giáp danh với Dahiye. Hezbollah cũng thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào nơi mà họ gọi là căn cứ Saknin của Israel dành cho các ngành công nghiệp quân sự ở vịnh Haifa trên bờ biển Địa Trung Hải phía bắc Israel bằng một loạt tên lửa. Quân đội Israel cho biết còi báo động lại vang lên vào cuối ngày 3 tháng 10 cũng như ở khu vực Galilee phía bắc Israel và 10 quả đạn đã bay vào Israel từ phía Liban. Chúng hoặc bị chặn lại hoặc được phép rơi ở những khu vực trống trải. Cuối ngày 3 tháng 10, Hezbollah cho biết họ cũng nhắm mục tiêu vào căn cứ Nasser của Israel ở Haifa bằng một loạt tên lửa Fadi-2. Trong lúc Israel đang cân nhắc các lựa chọn sau khi đối thủ không đội trời chung của họ là Iran tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden được hỏi liệu ông có ủng hộ Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran hay không. Ông Biden nói, chúng tôi đang thảo luận về điều đó. Những bình luận của ông Biden đã góp phần khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, khiến các nhà giao dịch lo lắng về khả năng gián đoạn nguồn cung. Ông Biden nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay. Ngày 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Dannon nói với CNN hôm 3 tháng 10 rằng đất nước ông có rất nhiều lựa chọn để trả đũa và sẽ sớm cho Tehran thấy sức mạnh của mình. Một quan chức Mỹ cho biết Washington tin rằng Israel đã quyết định được cách đáp trả Iran. Dù Israel chưa công bố thiệt hại vì mưa tên lửa đạn đạo của Iran gây ra, nhưng các hình ảnh do báo chí nước này và quốc tế đăng tải đã hé lộ mức độ tổn thất. Chỉ vài giờ sau khi các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn lời một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng ngày 1 tháng 10, nói Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Iran sắp tấn công Israel, cảnh báo đó đã trở thành hiện thực. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê, Iran đã bắn tới 180 tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này tối cùng ngày. Ngoài việc kích hoạt hệ thống phòng thủ trên bộ,
IDF được cho là đã điều 25 máy bay chiến đấu F-15 ứng phó với vụ tập kích ồ ạt của đối phương. Đáng chú ý, phần lớn phi đội tiêm kích của IDF vẫn ở phía bắc đất nước, nơi họ đang bận rộn với chiến dịch oanh tạc nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự trợ giúp của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các đoạn video do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Theo đài RT, ít nhất một tên lửa đã nhắm trúng một giàn khoan khí đốt ngoài khơi của Israel gần Ashkelon. Trong một đoạn video, cơ sở này dường như đã chìm trong biển lửa và hình ảnh rõ thấy từ xa. Hãng Zimes dẫn tuyên bố của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho hay, họ đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ quân sự của Israel quanh Tel Aviv. Đài CNN đã tiến hành phân tích hai đoạn video mới và xác nhận chúng quay cảnh nhiều tên lửa Iran đang lao về phía căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, miền nam của Israel. Các lực lượng Tehran từng nhắm mục tiêu vào căn cứ này trong một vụ tấn công tương tự diễn ra ngày 13 tháng 4. Theo CNN, các video được quay từ thị trấn Ararat Annakab nằm ngay phía nam căn cứ Nevatim. Bộ Quốc phòng Israel hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc. Vụ việc Iran tấn công Israel ngày 1 tháng 10 có thể làm thay đổi tình hình vốn đã cực kỳ căng thẳng ở Trung Đông khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá. Theo kênh CNN, cho đến nay, Iran chủ yếu để các lực lượng thân Iran trong khu vực như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen tấn công Israel. Khi Iran tấn công trực tiếp Israel vào hồi tháng 4, sau khi cáo buộc Israel đánh bom khu phức hợp ngoại giao của mình ở Syria, cuộc tấn công dường như mang tính chất phô trương hơn là thực sự gây thiệt hại. Tuy nhiên, cuộc tấn công tên lửa ngày 1 tháng 10 dường như khác biệt. Lầu Năm Góc cho biết, cuộc tấn công này lớn gấp đôi so với loạt tên lửa mà Iran phóng vào Israel hồi tháng 4. Iran tuyên bố cuộc tấn công là nhằm trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những người khác. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tuyên bố tiến hành một chiến dịch trên bộ hạn chế và cục bộ nhằm vào Hezbollah ở Liban, điều mà Iran có thể coi là một hành vi leo thang nghiêm trọng. Mặc dù lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết hầu hết tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng một số đã rơi xuống đất Israel và dường như đã gây ra thiệt hại. Không giống như lần trước, Israel có vài ngày để chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Lần này, Israel hầu như không nhận được nhiều cảnh báo, chỉ biết được về vụ tấn công sắp xảy ra vài giờ trước khi Tehran phóng loạt tên lửa. Dù Israel quyết định làm gì để đáp trả, cũng có thể định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Vào tháng 4, Israel đã chọn phản ứng hạn chế sau khi Mỹ kêu gọi kiềm chế. Nhưng lời lẽ mà các quan chức Israel sử dụng ngày 1 tháng 10 cho thấy phản ứng lần này có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Phát ngôn viên IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari gọi cuộc tấn công này là một cuộc tấn công nghiêm trọng và cho biết sẽ có những hậu quả nghiêm trọng. Ông Hagari không nói rõ những hậu quả này có thể là gì. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel đã thất bại và tuyên bố sẽ trả đũa. Mở đầu một cuộc họp về chính trị an ninh, ông Netanyahu phát biểu, Iran đã phạm một sai lầm lớn vào đêm nay và họ sẽ phải trả giá. Chính phủ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng ta. Mối lo ngại của cộng đồng quốc tế là Israel có thể quyết định tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran. Đó là điều mà Israel đã không làm vào tháng 4. Có thể vì lo ngại phản ứng của Hezbollah trước một hành động mạnh mẽ như vậy. Thay vào đó, Israel đã chọn tấn công các cơ sở quân sự gần những địa điểm này. Trong bối cảnh Hezbollah bị suy yếu đáng kể sau hàng loạt cuộc tấn công của Israel nhằm vào các quan chức hàng đầu của tổ chức này, rủi ro Israel bị Hezbollah phản ứng mạnh có thể thấp hơn. Về phần mình, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã đăng bài viết trên mạng xã hội X khẳng định cuộc không kích vào lãnh thổ Israel là phản ứng hợp pháp, hợp lý và chính đáng đối với các hành động khủng bố và tuyên bố sẵn sàng đối phó bất kỳ phản ứng nào của Israel. Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm ngày 2 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran đã thực hiện quyền tự vệ chống Israel và hành động của họ sẽ kết thúc trừ khi Israel quyết định khiêu khích trả đũa thêm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thậm chí còn cảnh báo nghiền nát Israel nếu Tel Aviv tiến hành đáp trả đợt không kích. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện hành động có ý nghĩa để ngăn chặn các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực. Hamas và Hezbollah cùng nhau phản đối quyền tồn tại của Israel và bị Mỹ, Israel và các quốc gia khác coi là các nhóm cực đoan. Cả Hamas và Hezbollah đều là nhóm chiến binh Hồi giáo, mặc dù Hamas thuộc nhánh Sunni và Hezbollah thuộc nhánh Shia. Hamas kiểm soát lãnh thổ Gaza của Palestine nằm ở biên giới phía tây nam của Israel, trong khi Hezbollah có trụ sở tại Liban ở biên giới phía bắc của Israel.
Iran từ lâu đã được biết đến là nước cung cấp hỗ trợ, đào tạo và vũ khí cho cả hai nhóm kháng chiến vũ trang, được coi là lớn nhất trong mạng lưới các nhóm ủy nhiệm của Tehran ở biên giới Israel. Phát biểu trong cuộc họp báo do Liên đoàn Do Thái Bắc Mỹ tổ chức, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói, Iran có vẻ như là thủ lĩnh của con bạch tuộc cực đoan, một bên là Hezbollah, một bên là Hamas. Theo chính phủ Mỹ, Hamas có số lượng thành viên từ 20.000 đến 25.000 người và được thành lập vào năm 1987 như một nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập. Tên của tổ chức này là từ viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, hay phong trào kháng chiến Hồi giáo. Hamas bác bỏ quyền tồn tại của Israel và thay vào đó quyết tâm thành lập một quốc gia Palestine trong khu vực. Nhóm này có cả chức năng chính trị, xã hội và quân sự và được nhận sự hỗ trợ và vũ khí quan trọng từ Iran. Đây là một trong số nhiều tổ chức đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng đối với người Palestine trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về tương lai của họ kể từ khi nhà nước Israel hiện đại được thành lập tại nơi từng là lãnh thổ của Ủy trị Palestine. Hamas bị Mỹ, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và các nước khác coi là tổ chức bạo loạn. Một nghị quyết coi Hamas là nhóm bạo loạn đã không được thông qua tại Liên Hợp Quốc vào năm 2018. Hamas trên thực tế đã chiếm giữ dải Gaza, một trong hai vùng lãnh thổ chính của Palestine sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006 và một cuộc xung đột dữ dội với nhóm chính trị Fatah đối thủ năm 2007. Kể từ đó, Fatah tiếp tục cai trị vùng lãnh thổ bờ Tây ở phía đông bắc. Các cuộc thăm dò trước đây cho thấy Hamas nhận được nhiều mức độ ủng hộ khác nhau từ người Palestine, mặc dù đôi khi họ có lợi thế hơn Fatah. Một người thăm dò trước đây đã nói với Associated Press rằng Hamas được ủng hộ trong suốt cuộc xung đột. Hamas đã nhiều lần đụng độ với Israel kể từ khi chiếm được vùng đất tách biệt dải Gaza, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người và có diện tích bằng khoảng một nửa thành phố New York. Dải Gaza đang bị Israel và Ai Cập phong tỏa nghiêm ngặt, hạn chế mạnh mẽ việc di chuyển của người dân và hàng hóa vào và ra khỏi khu vực này. Một số cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa Hamas và Israel diễn ra vào năm 2008, khi Israel đưa quân vào dải Gaza, gây ra giao tranh ác liệt ở đô thị nhằm dập tắt các vụ phóng tên lửa đang diễn ra. Hezbollah được cho là nhóm phi nhà nước được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới, được Iran hậu thuẫn và có trụ sở tại quốc gia Liban ở phía đông Địa Trung Hải. Nhóm Hồi giáo Shia này đã tham gia vào các cuộc đối đầu với lực lượng Israel ở biên giới phía nam Liban kể từ ngày 8 tháng 10. Các cuộc giao tranh xuyên biên giới đã làm dấy lên nỗi lo về một cuộc xung đột khu vực và thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm giảm căng thẳng. Mặc dù không thể sánh được với sức mạnh quân sự của Israel, nhưng kho vũ khí ngày càng tinh vi của Hezbollah có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho Israel và các đồng minh của nước này trong khu vực. Khi không có sự hỗ trợ từ Mỹ, các nhà phân tích cho rằng không quân Israel sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện một chiến dịch thành công. Khi được hỏi liệu chính quyền Washington có ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định rõ ràng hôm thứ Tư trong tuần này rằng câu trả lời là không. Mặc dù vậy, có một số phe phái của Israel vẫn đang thảo luận về việc liệu không quân nước này có nên tiến hành các cuộc tấn công để đáp trả vụ phóng 180 tên lửa đạn đạo mà Tehran đã phóng vào Israel trong tuần này. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, một cuộc tấn công đơn phương của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ cực kỳ rủi ro và theo các nhà phân tích, chỉ có thể làm chậm lại chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Trở ngại đầu tiên là khoảng cách. Khoảng cách từ Israel đến các cơ sở hạt nhân chính của Iran lên tới hơn 1.600 km. Để đến được đó, máy bay Israel sẽ phải bay qua không quận của Ả Rập Saudi, Jordan, Iraq, Syria và thậm chí có thể là Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề tiếp theo là vấn đề nhiên liệu. Một cơ quan báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ CRS, việc bay đến mục tiêu và quay trở về sẽ tiêu tốn gần như toàn bộ khả năng tiếp nhiên liệu trên không của Israel, khiến cho họ gần như không được mắc bất kỳ một sai sót nào. Yếu tố thứ ba là hệ thống phòng không của Iran. Các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran được bảo vệ rất nghiêm ngặt và các máy bay ném bom của Israel sẽ cần phải được máy bay chiến đấu bảo vệ. Để thực hiện điều này, lực lượng tấn công khoảng 100 máy bay, theo báo cáo của CRS, tức chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 340 máy bay chiến đấu của không quân Israel. Việc tiêu diệt hai cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Iran sẽ là một thách thức lớn mà Israel phải đối mặt. Cơ sở làm dầu tại Natan đã được xây dựng sâu dưới lòng đất khi cơ sở lớn thứ hai của Fordow nằm ẩn mình trong một ngọn núi. Để phá hủy chúng, Israel cần có vũ khí có khả năng xuyên qua hàng chục mét đất đá, bê tông, cốt thép trước khi phát nổ.
Israel có bom phá bom kè như loại GBU-31 nặng 2.000 pound mà không quân của họ đã sử dụng để tấn công 4 tòa nhà ở Beirut nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuần trước. Tuy nhiên, theo các báo cáo từ Israel, vụ tấn công đã sử dụng tới 80 quả bom và khó có khả năng có một cuộc tấn công với quy mô tương tự để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran vốn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Theo các nhà phân tích, chỉ có một loại vũ khí có thể thực hiện được nhiệm vụ này, đó chính là bom GBU-57AB-MOP. Đây chính là loại bom khổng lồ với khả năng dẫn đường chính xác, có chiều dài khoảng 6m, nặng 30.000 pound, khoảng 13,6 tấn và có thể xuyên qua 60 mét đất trước khi phát nổ. Theo quân đội Mỹ, hiện chưa rõ Israel có sở hữu loại vũ khí này hay không. Một số cựu chính trị gia Mỹ từng đề xuất Washington nên cung cấp chúng cho Israel. Tuy nhiên, theo ông Ehud Eilam, một cựu nghiên cứu tại Bộ Quốc phòng Israel, kể cả khi Israel có được MOP, các loại máy bay ném bom F-15, F-16 và F-35 của Israel cũng không thể mang theo chúng. Hơn nữa, theo ông Eilam, không có cơ hội nào để Israel có thể mua được máy bay ném bom chiến lược của Mỹ như B-2 Spirit, loại cần thiết để triển khai loại bom này. Về lý thuyết, Israel có thể sử dụng một trong những máy bay vận tải C-130G Hedwig để thả bom MOP từ khoang hàng của chúng. Tuy nhiên, bom MOP không được thiết kế cho phương pháp thả này. Máy bay của Israel có thể làm tê liệt các cơ sở hạt nhân bằng cách tấn công vào hệ thống thông gió và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác. Điều này có thể làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy ly tâm cần độ chính xác cao để làm giàu uranium, nhưng sẽ không phá hủy hoàn toàn các cơ sở này. Phương án cuối cùng là phá hoại. Năm 2021, một vụ mất điện đã làm tê liệt hệ thống cung cấp điện cho các nhà máy ly tâm tại Nasdan. Và năm 2010, Mỹ và Israel cũng được cho là đã làm chậm chương trình hạt nhân của Iran bằng cách sử dụng virus máy tính Stuxnet. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này không thể ngăn chặn dự án của Iran. Cuối cùng, quy mô lực lượng cần thiết để gây tổn thất lớn cho các cơ sở hạt nhân chính của Iran sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ, nếu không muốn nói là phải trực tiếp tham gia. Theo bài viết của Daria Donziskova và Matthew Saville từ Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh RUSI, và ngay cả khi có sự tham gia của Mỹ cũng không thể đảm bảo sự phá hủy hoàn toàn. Tính đến ngày 3 tháng 10, quân đội Nga đã kiểm soát 98,8% Lugansk. Angelica Evans, nhà nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Hoa Kỳ, nơi theo dõi những thay đổi hàng ngày ở tuyến đầu cho biết. Lugansk là một trong bốn khu vực đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm 2022, cùng với Donetsk, Kherson và Zaporozhye. Hiện tại, Moscow không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ thuộc các khu vực này, mặc dù đã đạt được những bước tiến, đặc biệt là ở Donetsk kể từ đầu năm nay. Nga cho biết họ đã giành quyền kiểm soát toàn bộ Lugansk vào mùa hè năm 2022, sau khi thành phố Lysychansk thất thủ, nhưng một cuộc phản công của Ukraine đã đẩy lùi lực lượng của Moscow. Evans nói với Newsweek rằng những tiến bộ của Nga ở Lugansk gần đây đã diễn ra rất chậm, khi Moscow không ưu tiên những nỗ lực dọc theo khu vực tiền tuyến này. Chỉ còn một bộ phận nhỏ nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine dọc theo biên giới Lugansk, với các khu vực lân cận Kharkov và Donetsk. Quân đội Nga đã tiến về phía tây nam của thành phố Stavov của Lugansk trong những tuần gần đây, Evans cho biết. Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đã chiếm được Makayevka, một làng ở phía tây nam Stavov nằm gần biên giới Lugansk, với cả Kharkov và Donetsk. Hãng thông tấn TASS hôm 1 tháng 10 đã dẫn lời của Andrei Marocco, cựu chỉ huy hoặc chỉ huy dự bị tại Lugansk, cho biết rằng Makayevka là khu định cư lớn cuối cùng do Ukraine nắm giữ trong khu vực. Việc Moscow giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực không còn xa nữa. Hãng thông tấn này trích lời ông Marocco, Kiev hiện đang kiểm soát chưa đến 1% Lugansk, Marocco cho biết. Việc mất quyền kiểm soát toàn bộ Lugansk sẽ là đòn giáng vào tinh thần của Ukraine vào thời điểm khó khăn kể từ đầu năm. Nga đã chiếm được các khu vực định cư quan trọng ở Donetsk như thành trì cũ của Ukraine ở Avdiivka vào tháng 2 và thị trấn Ukleda đang bị bao vây vào đầu tuần này. Kiev đang chiến đấu trong một trận chiến tiêu hao với một Moscow quyết tâm. Họ đã kiệt sức mặc dù đã có những lợi ích từ cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga vào hồi tháng 8. Evans cho biết rằng việc chiếm giữ Lugansk mang tính truyền thông với Nga, cho rằng lãnh thổ do Ukraine nắm giữ ở Lugansk phần lớn bao gồm các cánh đồng và khu vực định cư nhỏ, nghĩa là các bước tiến của Nga trong khu vực sẽ không góp phần đáng kể vào các hoạt động mục tiêu của Nga đối với phần tiền tuyến này.
Evans nói thêm việc chiếm giữ Lugansk không phải là bước ngoặt lớn trong nỗ lực xung đột tổng thể của Nga trên khắp Ukraine và rằng các hoạt động của Moscow ở Lugansk có thể có một số bước tiến đáng kể trên mặt trận, nhưng những bước tiến này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến địa lý chiến trường của miền đông Ukraine. Các binh sĩ Ukraine đã lắp đặt nhiều camera quan sát bên trên các tòa nhà cao tầng ở Ukraine, gây khó khăn cho việc tiếp tế của quân đội Nga ngoài mặt trận, khiến cuộc xung đột giành giật thành phố kéo dài. Sĩ quan chỉ huy Nga, có bí danh là Sid, của Trung đoàn Bộ binh DNR số 95, có nhiệm vụ tấn công thành phố Ukraine tiết lộ. Họ đã vắt điện bí mật giúp lực lượng Ukraine đồn trú ở Ukraine suốt nhiều tháng trong cuộc xung đột dai dẳng giành giật thành phố. Theo sĩ quan này, binh lính Ukraine đã lắp đặt nhiều camera giám sát bên trên các tòa nhà cao tầng ở Ukraine. Điều này gây khó khăn cho việc tiếp tế cho quân đội Nga ở tiền tuyến. Theo như chia sẻ, sau khi 3 ô tô bị bắn hạ trong 4 ngày, sĩ quan chỉ huy Nga đã cấm mọi hoạt động di chuyển. Thực tế là những chiếc trực thăng liên tục treo trên bầu trời, các nhân viên an ninh còn có camera cố định trên các tòa nhà cao tầng. Theo đó, họ đã nhìn thấy mọi thứ. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!